Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nếm đòn vì dịch cúm Vũ Hán. Ngân hàng Thế giới World Bank đã nhận định rằng Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay vì đại dịch cúm Vũ Hán và tăng trưởng kinh tế có thể giảm xuống còn có 4,9% cũng như tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020. Giữa lúc các ca lây nhiễm đang gây khủng hoảng kinh tế trên thế giới, Ngân hàng Thế giới nói rằng Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cúm Vũ Hán trong bối cảnh hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu. Đây là hình ảnh bến xe miền Đông, Sài Gòn hôm 31 tháng 3, đêm cuối trước ngày cách ly toàn xã hội. Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, thì tất cả các xe khách, xe bus trên toàn quốc đều ngừng chạy. Trong mấy tháng đầu năm 2020, áp lực lạm phát vẫn tồn tại do giá lương thực và thực phẩm ở mức cao dịp cuối năm, kết hợp với khả năng hàng hóa thiếu hụt do những biện pháp hạn chế thương mại nhằm ứng phó với dịch cúm Vũ Hán. Các ngành chế tạo, chế biến, du lịch và vận tải suy giảm đột ngột trong 2 tháng đầu năm 2020. World Bank, Ngân hàng Thế giới đã nhận định trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế với tựa đề Đông Á và Thái Bình Dương thời cúm Vũ Hán ra ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và nhận định này cho biết thêm như sau: Việt Nam bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của nền tài chính toàn cầu hiện nay, giá cổ phiếu tụt dốc, độ rủi ro tín nhiệm quốc gia tăng lên và dòng vốn đầu tư suy giảm. Tổ chức tài chính quốc tế này nhận định thêm rằng với dư địa chính sách trong tay, Việt Nam đang ở vị thế vững vàng để vượt qua khủng hoảng về y tế và kinh tế đang diễn ra. Nêu dẫn chứng về việc trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu tăng trưởng 8%, dòng vốn FDI đổ lên tới 2,5 tỷ đô la, ngành bán lẻ tăng trưởng 5,4%. World Bank cho rằng dù viễn cảnh kinh tế của Việt Nam vẫn thuận lợi trong trung hạn, nhưng tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có thể giảm còn khoảng 4,9% cho năm 2020. Ngoài ra, áp lực lạm phát dự báo sẽ tăng lên tạm thời, phản ánh bất định về giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu cũng như khả năng bị gián đoạn trong thương mại vào thời gian tới. Đây là hình ảnh bảng thống kê số liệu lây nhiễm cúm Vũ Hán cho thấy đến nay đã có 1.246.954 ca nhiễm với 67.922 người chết. Trong đó chỉ riêng ở Mỹ đã có 324.000 ca nhiễm với hơn 9.000 người chết. Ngân hàng Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho biết như sau: trong điều kiện nhiều hộ gia đình hiện đang sinh sống phụ thuộc vào lương, kể cả các vùng nông thôn, suy giảm cho các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng, sản xuất và chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020. Và nỗ lực củng cố tình hình tài khóa dự kiến sẽ tiếp diễn từ năm 2021 trở đi, qua đó tiếp tục làm giảm tỷ lệ nợ công trên GDP. Trong trung hạn, tăng trưởng dự báo sẽ quay lại lên đến 7,5% vào năm 2021 và hội tụ quanh mức khoảng 6,5% vào năm 2022 nhờ sức cầu bên ngoài được cải thiện và ngành dịch vụ được củng cố và sản xuất, nông nghiệp dần được khôi phục. Nền kinh tế sẽ bật lên sau đại dịch cúm Vũ Hán toàn cầu. Và không chỉ riêng Việt Nam, theo nhận định của World Bank, các quốc gia Đông Nam Á và Thái Bình Dương khác cũng đang phải đối mặt với nhiều tình huống bất lợi. Khu vực vẫn đang hồi phục từ căng thẳng thương mại kéo dài, giờ phải chống chọi với dịch cúm Vũ Hán diễn biến phức tạp và có nguy cơ phải đối mặt với viễn cảnh suy thoái toàn cầu, chưa có tiền lệ. Để vượt qua các giai đoạn cam go này, các quốc gia cần có những hành động quyết liệt, hợp tác quốc tế sâu rộng và sự hỗ trợ lớn từ bên ngoài. Ngân hàng Thế giới nhận định tiếp như vậy. Và bóng ma đại dịch cúm Vũ Hán cũng đang bao trùm nền kinh tế Việt Nam. Đây là hình ảnh đường Nguyễn Trãi ở Hà Nội vào sáng ngày 1 tháng 4, ngày đầu cách ly toàn quốc vẫn có một số phương tiện đi làm. Tuy nhiên, số lượng xe lưu thông giờ chỉ bằng khoảng 30% so với trước đây. Khảo sát gần nhất của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân trên 1.200 doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán tới hoạt động kinh doanh cho thấy, nếu dịch cúm kéo dài 6 tháng thì 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt động như chi trả lương, lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng.
Ngoài ra, gần 30% sẽ mất từ 20 đến 5% doanh thu. 60% doanh nghiệp thậm chí còn giảm hơn một nửa doanh thu. Những nhóm ngành bị tác động nghiêm trọng và tức thời là hàng không, du lịch, cũng có lưu trú, khách sạn và ăn uống, giáo dục, dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ. Dịch cúm Vũ Hán còn khiến hàng loạt các hoạt động sản xuất đình trệ, thương mại bị hạn chế, nông nghiệp bán lẻ và dòng vốn đầu tư quốc tế cũng dính đòn. Ngành hàng không thì mất trắng khoảng trên 1 tỷ đô la. Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, diễn biến phức tạp của dịch có thể tác động làm ảnh hưởng doanh thu của các hàng không Việt Nam khoảng 25.000 tỷ đồng vào năm 2020. Và trong đó, Vietnam Airlines dự kiến doanh thu sẽ giảm 12.500 tỷ đồng. Jetstar Pacific dự kiến giảm doanh thu khoảng 732,8 tỷ đồng. Tính thời điểm này, và doanh thu của ngành đã sụt giảm tới 25.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất vắng tanh trong mùa đại dịch. Theo ông Dương Chí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, dịch cúm Vũ Hán đã thổi bay thành tích tích lũy của hãng từ 4 đến 5 năm qua. Ông nói, dịch bùng phát tại Hàn Quốc, Italy đã khiến tình hình căng thẳng hơn, khách bỏ chỗ nhiều, tích lũy của 4 đến 5 năm vừa qua về con số 0. Trước tình hình đó, Vietnam Airlines đã phải biết đàm phán với lao động nước ngoài để họ nghỉ không lương trong một thời gian. Trước mắt, phi công nước ngoài nghỉ không cho ăn lương 3 tuần, phi công Việt Nam cũng được bố trí nghỉ 10 ngày đến 2 tuần, cùng với đó lương lãnh đạo bị giảm 40%, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết như vậy. Do nhu cầu đi lại và du lịch giảm, hãng bay giá rẻ, bay trẻ phát hành thần tốc gần đây nhờ hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ của FLC Group là Bamboo Airways cũng đang chịu cảnh tiêu cực từ dịch Vũ Hán. Nhiều đường bay của Bamboo Airways đã bị giảm số chuyến, dừng tạm thời vì dịch Vũ Hán, đại diện hãng đã cho biết như vậy. Trong khi đó, việc dừng khai thác thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc đã khiến Vietjet chịu ảnh hưởng nặng nề. Dù không công bố số liệu cụ thể, song với thị trường Trung Quốc, Vietjet đã bị ảnh hưởng nặng hơn cả Vietnam Airlines. Và cùng với hàng không, du lịch nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cúm Vũ Hán. Chia sẻ tại một buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các tập đoàn kinh tế tư nhân vào sáng ngày 12 tháng 3, đại diện Sun Group cho biết dịch vụ vui chơi giải trí chiếm 70% doanh thu, nhưng 2 tháng đầu năm nay giảm tới 2 triệu lượt khách và có thể sau nửa đầu năm số khách giảm đến tới 7 triệu. Tính mảng này, Sun Group dự kiến giảm doanh thu tới 2.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh khách sạn Hà Nội. Emirates Watt Hotel vào hôm 28 tháng 2 đã phải thông báo buộc phải cho 40 nhân viên nghỉ 4 tháng. Mỗi nhân viên nhận được trợ cấp 1,5 triệu đồng một tháng vì lỗ hàng chục tỷ đồng trước đó. Trong thông báo gửi các đối tác mới đây, công ty cổ phần VinPearl cho biết sẽ đóng cửa tạm thời một tháng đối với hai khách sạn ở Nha Trang là VinPearl Discovery 1 và Nha Trang VinPearl Condor Hotel Nha Trang đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Hai khách sạn khác tại khu vực miền Trung sẽ đóng cửa tạm thời là VinPearl Resort Spa Hội An và VinPearl Resort Spa Đà Nẵng. VinPearl chưa xác định được ngày nào sẽ mở cửa trở lại, vào thời điểm đóng cửa được xác định là cho đến khi có thông báo mới. Tương tự, ba khách sạn ở Phú Quốc bao gồm VinPearl Resort Gold Phú Quốc, VinPearl Discovery 3 Phú Quốc và VinPearl Deluxe Phú Quốc. Đại diện VinPearl cho biết sẽ duy trì, bảo trì nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng trong thời gian đóng cửa tạm thời. Tình trạng này cũng không mấy sáng sủa của các tập đoàn ở các lĩnh vực dịch vụ. Khách sạn lưu trú, du khách như BRK, FEC và nhiều công ty khác. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Lê Hoài Trung, ngành du lịch của Việt Nam dự kiến trong 3 tháng tới chịu thiệt hại khoảng từ 6 đến 7 tỷ đô la. Nhiều doanh nghiệp du lịch rơi vào tình trạng kiệt sức do khách du lịch giảm sút kỷ lục. Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đại dịch cúm Vũ Hán khiến lượng khách du lịch tới các điểm tham quan giảm khoảng 60%. Hệ thống cơ sở lưu trú giảm khoảng 50%. Có những ngày thấp điểm chỉ đạt công suất có 30% mà thôi. Và Hà Nội với gần 3.500 cơ sở lưu trú và với gần 61.000 buồng, nhưng với tình hình khó khăn chung, các cơ sở lưu trú này đều đang gặp thách thức trong kinh doanh. Nhiều khách sạn đã phải cắt giảm nhân viên, giảm lương của nhân viên, thậm chí có nơi phải đóng cửa để đảm bảo bảo toàn vốn
tránh thiệt hại nặng thêm. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội đã cho biết như vậy. Đây là hình ảnh cầu Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn lác đác xe lưu thông vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Dệt may và da giày được đánh giá là hai lĩnh vực chịu tác động trực tiếp trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch do thiếu hụt nguyên liệu sản xuất và sản xuất bị đình trệ. Theo tính toán, nếu chậm nguyên liệu sản xuất trong nửa tháng, ngành dệt may sẽ thiệt hại từ 1,5 đến 2 tỷ đô la. Tương tự, do linh kiện của ngành phụ thuộc vào hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử như điện thoại, TV cũng đang thấm đòn cùng dịch bệnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ và dòng vốn đầu tư quốc tế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, dịch sẽ tác động đến tâm lý người dân, nảy sinh xu hướng phòng thủ, tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, làm ảnh hưởng đến sức mua, khiến tiêu dùng cá nhân sẽ giảm trong ngắn hạn. Trong khi lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm, vốn thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,45 tỷ đô la, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có tới 16.151 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. 2.807 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giảm mức dự báo GDP từ 6,8% xuống chỉ còn 5,96% nếu dịch bệnh kéo dài đến quý 2, mức thấp nhất trong vòng 7 năm gần đây. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.